10 hòn đảo đẹp nhất thế giới, tờ Travel Laser gợi ý danh sách những hòn đảo đẹp nhất thế giới, du khách nên ghé thăm trong năm nay. Một, Đảo San Lucia, nằm giữa những ngọn núi ti tầng đẹp như tranh vẽ, những thác nước yên tĩnh và những hàng cọ rợp bóng, đảo SCT Lucia là một quốc đảo tuyệt đẹp nằm ở phía đông vùng Caribbean. Hòn đảo có diện tích khoảng 617 km vuông và dân số khoảng 180.000 người nơi đây được biết đến với vẻ đẹp tự nhiên đặc trưng bởi những khu rừng nhiệt đới tươi tốt bãi biển hoang sơ và làn nước trong xanh như pha lê du khách có thể tham gia các hoạt động dưới nước như lặn với ống thở chèo thuyền và câu cá hòn đảo còn nổi tiếng với điểm lặn ferryland nơi có những rạng san hô đầy màu sắc du khách có thể ngắm rùa biển khi lặn ở đây hai đảo bali indonesia đây là hòn đảo mang tính biểu tượng của indonesia được biết đến với cảnh quan tuyệt đẹp, văn hóa sôi động và di sản tinh thần phong phú. Vẻ đẹp tự nhiên của nơi đây được đặc trưng bởi ruộng bậc thang tươi tốt, núi lửa, thác nước và bãi biển đẹp như tranh vẽ. Bali còn được gọi là hòn đảo của các vị thần do có nhiều đền thờ và sự hiện diện mạnh mẽ của Ấn Độ giáo. 3. Vườn Nho Tha Martha's Vineyard, Mỹ. Đây là hòn đảo tuyệt đẹp nằm ngoài khơi bờ biển phía nam của bán đảo Kép Cốt, Mỹ. Đảo này có diện tích khoảng 227 km vuông, nổi tiếng với vẻ đẹp tự nhiên, những bãi biển bình dị, thị trấn ven biển và bầu không khí thoải mái trên đảo. Nơi đây thu hút những du khách ưu tú nhất của Mỹ như các chính trị gia và người nổi tiếng trong nhiều thập kỷ. Hãy ghé thăm ngọn hải đăng lịch sử hoặc đi dạo qua những thị trấn cổ kính của hòn đảo, nơi có những chiếc lều bán hải sản, cửa hàng bánh tráng và những vật phẩm khác. 4. Đảo Mau, Mỹ với hơn 193 km bờ biển, 87 biển có làng nước trong xanh, mau là đảo lớn thứ hai ở quần đảo Hawaii, Mỹ. Ngọn núi lửa không hoạt động lớn nhất thế giới, Haleakalā, nơi có nhiều hoạt động đi bộ ngắm cảnh và ngắm sao cũng tọa lạc tại đảo này. Mau bao trùm văn hóa truyền thống Hawaii, thể hiện qua các lễ hội, nghệ thuật và ẩm thực. Du khách có thể đắm mình trong lịch sử và văn hóa Hawaii bằng cách tham dự các buổi biểu diễn hula truyền thống tham quan các trung tâm văn hóa và thưởng thức các món ăn chính thống của Hawaii. Chẳng hạn như thịt lợn kalua và hải sản tươi sống. 5. Đảo Bora Bora, Polynesia thuộc Pháp, đây được xem là một trong những điểm đến đẹp và lãng mạn nhất trên thế giới. Bora Bora nổi tiếng với nền văn hóa Polynesia sôi động và làn nước biển trong xanh, nơi du khách có thể chiêm ngưỡng những sinh vật biển đầy thú vị như rùa biển, cá heo và những loài cá đầy màu sắc khác. Hình ảnh mang tính biểu tượng của Bora Bora là những ngôi nhà gỗ trên mặt nước. Những chỗ ở sang trọng này có lối đi thẳng ra mặt nước trong vắt, cho phép du khách bơi lội. Lặng với ống thở và thư giãn với vẻ đẹp của nơi đây. 6. Đảo Ischia, Italy, được biết đến với cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp. Ischia mang đến sự kết hợp thú vị giữa lịch sử và vẻ đẹp tự nhiên. Hòn đảo này nổi tiếng với các suối nước nóng, thu hút du khách trong nhiều thế kỷ. Nước nóng của Ischia được cho là có đặc tính chữa bệnh, đồng thời có nhiều công viên nước nóng và spa nơi du khách có thể tận hưởng các liệu pháp chăm sóc sức khỏe và tắm nước nóng thiên nhiên. 7. Bermuda, hòn đảo này là lãnh thổ hải ngoại của Anh nằm trong Bắc Đại Tây Dương. Được biết đến với những bãi biển cát hồng, làn nước màu ngọc lam trong vắt và cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp. Các nơi đây có màu hồng là do các sinh vật cực nhỏ màu đỏ được gọi là foramifa phát triển mạnh ở các trạng san hô xung quanh. Hòn đảo này có nhiều công viên và khu bảo tồn thiên nhiên mà du khách có thể tham quan. Ẩm thực của hòn đảo cũng phong phú không kém. Du khách có thể trải nghiệm hải sản tươi sống, nguyên liệu địa phương, các món ăn truyền thống như súp cá và bánh mì kẹp cá Bermuda. 8. Đảo Mallorca, Tây Ban Nha. Đây là hòn đảo tuyệt đẹp nằm ở biển Địa Trung Hải và là hòn đảo lớn nhất trong quần đảo Balearic, Tây Ban Nha. Hòn đảo có cảnh quan đa dạng bao gồm những vách đá ấn tượng những ngọn núi hiểm trở và vùng nông thôn đẹp như tranh vẽ. Nơi đây còn có dãy núi Sera de Tramuntan. Di sản thế giới được UNESCO công nhận, nổi tiếng với phong cảnh ngoạn mục và hoạt động đi bộ đường dài tuyệt vời. Chính Đảo Santorin, Hy Lạp, nổi tiếng với những tòa nhà sơn trắng mang tính biểu tượng, nhà thờ mái vòng màu xanh lam và cảnh hoàng hôn ngoạn mục. Santorin là điểm đến nổi tiếng nhờ vẻ đẹp độc đáo, lịch sử phong phú và bầu không khí lãng mạn một trong những đặc điểm nổi bật của Santorin là sự hình thành của nó. Hòn đảo thực ra là một miệng núi lửa, được hình thành từ một vụ phun trào núi lửa diễn ra hàng nghìn năm trước. Lịch sử này đã ban tặng cho Santorin những cảnh quan ấn tượng. Bãi biển nơi đây cũng khác biệt với các núi lửa hoặc đá cuội, tạo nên sự tương phản độc đáo với làn nước trong xanh như pha lê. 10. Senkip và Nevis Đây là quốc đảo nằm trong quần đảo Lê Quát ở vùng Caribbean được biết đến là nơi sinh của Alexander Hamilton. Bao gồm các đảo Senkip và Nevis, thiên đường nhiệt đới này mang đến một lịch sử phong phú, vẻ đẹp tự nhiên và nét quyến rũ của vùng Caribbean. Cả hai hòn đảo đều có những bãi biển hoang sơ với làn nước trong xanh như ngọc. Phù hợp để bơi lội, lặn với ống thở và tắm nắng. Các bãi biển nổi tiếng bao gồm Flygate Bay trên Senkip và Pindisher Beach trên Nevis là nơi du khách có thể thư giãn, tham gia các môn thể thao dưới nước hoặc chỉ đơn giản là tận hưởng cảm giác thoải mái nơi đây